Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Kiều Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được không? Kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà cái dạng tới đây á, nói tới cái số nhà, cái số với cái địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc giấy chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu vẫn bất ngờ, nó nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em rung, em rối hết rồi. À, rối là tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, cũng như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi, bạn nhớ em hoài. À, trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À, trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đứa con ơi? Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà ui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu cái là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng mà thời gian là sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi gì em, đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ, thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Nghe không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ mà được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao?
để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử coi em có trống hay không, tao muốn thử em tính sao. Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị, rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Đó, là cái đó của em mạnh thì em. Tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi? Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển, gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho, đó ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. À, khó khăn lắm, camera nó đặt bẫy trên. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu nhậu, nhậu ít chứ không có nhậu nhiều không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ ý. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ về cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài á hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em đó muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề buôn bán vậy hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi, ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạn nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định á, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được. Còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu á anh ơi. À đất không lành thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy mà ổn định á em gái. Dạ. Bây giờ bạn anh gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ? Mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu hôi vợ, con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháu đồ bồng, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ bà giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. Đứng ra là kiếm dạ. Con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Và quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với dì em, với à. Em gái em. Rồi, rồi. Dạ cho gặp mẹ. Cô, dạ cho cô Quốc Tường và chú Trần Linh. Dạ khán giả khán phòng hôm nay tôi là mẹ của vợ mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được.
trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả, nó chịu đâu thì tôi chịu đó à. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác, hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Giỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, món quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lược kiến đồ đủ hết á chị. Lược kiến luôn. Dạ, cái này là lược luôn. Lược kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Chảo dừa. Dừa nữa. Thù đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em. Anh có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm cái bức tranh này, thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo, thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì sức tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý thì, anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không có đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi, nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ giấc á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi. Nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi. Chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi. Hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh, em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hả lãi quá giàu. Anh nói được những đề trên này thì em mong rằng
thời gian tụi em, trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên đây. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Phép, bác xin đi. Phép đã xin phép bác con được hôn bạn, hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa? Dịch bệnh cho nên là chương trình cũng tổ chức cách casting online thôi. Thì mình sẽ hôm nay là buổi đầu tiên để thứ nhất là mình trao đổi những cái thông tin cơ bản nhất, nếu mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình cũng như là có cái người ghép đôi với mình á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cái kết quả sau buổi cast ngày hôm nay ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn, là sẽ giới thiệu về bản thân mình trước ha, đầy đủ thông tin. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của mình là gì nha. Mình cứ chủ động chia sẻ ha. Biên tập nghe và thấy cần thêm thông tin gì thì là biên tập sẽ chủ động hỏi thêm với mình ha. Rồi, mời em. Dạ, em tên Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1992, 30 tuổi. Em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán là ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc nghề nghiệp. Dạ, đang là kế toán. Ừ, đang làm kế toán. Năm nay có đi làm không Thúy? Dạ có. Em đang trong phòng. Ok. Rồi, Thúy là mình ở Sài Gòn là mình ở quận mấy em? Dạ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. À, quận Bình Thạnh. Rồi, lý do vì sao mà Thúy muốn đăng ký tham gia chương trình nè? Dạ, em thường ban ngày thì em cũng đi làm nên là tối về thì cũng không có thời gian để đi ra ngoài để có thể gặp gỡ được nhiều người á. Nên là em muốn thông qua chương trình để có cơ hội tìm được một người bạn hợp ý với mình. Mà ví dụ em đi làm trong môi trường công ty em không có ai phù hợp hay như thế nào? Dạ lúc em vào làm công ty đầu tiên á, thì em có quen một người rồi. Thì quen trong vòng 4 năm thì dạ xong rồi mới chia tay là tại vì anh ấy muốn đi ra Phú Quốc để làm việc á. Em thì không có muốn yêu xa như vậy thì hai người mới quyết định là chia tay. Thì cách đây chia tay cách đây cũng được 3 năm rồi. Còn trong môi trường công ty hiện tại thì hầu hết mọi người cũng có gia đình, nên là em cũng không tìm được người bạn độc thân. Nhưng mà là khi cái thời gian mà bạn trai quyết định ra Phú Quốc á, là lúc đó là tại vì là bạn có muốn em theo bạn ấy ra đó hay là như thế nào không? Chứ tại vì yêu 4 năm là cũng khá là lâu rồi nè, mà chỉ vì một cái lý do đó mà chia tay thì còn lúc đó dạ, thì không bạn cũng không có kêu em đi ra Phú Quốc sống chung, tại vì nhà bạn là ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, nên là em cũng muốn bạn làm việc ở đây để lập nghiệp ở đây để sinh sống ở đây, nhưng mà bạn không có đồng ý. Thì em thấy hai người không có đồng quan điểm đó nên là em cũng không có muốn tiếp tục á. Với lại giống như mình cũng yêu không sâu đậm để mình có thể đi theo người đó ra cái môi trường làm việc với người đó. Rồi yêu 4 năm mà không sâu đậm thì em yêu mấy năm mới sâu đậm thấy? Dạ thì cảm giác như là mình không có thể hy sinh, mình cũng không có muốn rời ở Thành phố Hồ Chí Minh để mình đi theo bạn. Rồi Thúy chia sẻ về những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những cái sở thích của em đi, những cái gì mà nổi bật nhất của em á. Dạ, sở thích của em thì cũng thích đi mua sắm như là mấy bạn phụ nữ khác, rồi thích làm đẹp, chăm sóc bản thân, rồi ưu điểm của mình thì em thì hay quan tâm đến mọi người xung quanh, sống tình cảm. Ngoài ra thì em cũng có những cái hoài bão trong cái công việc của mình. Giống như hiện tại thì em đang làm kế toán, làm nhân viên thôi, nhưng mà sao em cũng rất là muốn có thể tự lập kinh doanh nè, để không có phải làm công hoài. Rồi về khuyết điểm của mình thì em thấy mình hơi nhạt, giống như dạ giống như mọi người cứ kêu là em nhạt quá, thêm muối rồi đi, mọi người cũng giỡn á, nhưng mà em thì hơi đơ, một hồi sau thì em mới hiểu mọi người đang giỡn. À, hơi chậm nhịp chút đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không Thủy? Tật xấu của em hả? Em vẫn còn có nghĩa là em kể mọi người nghe thôi, cái này
Có nghĩa là tối ngủ thì em vẫn còn cái thói quen là mò khăn á. Mò khăn á hả? Dạ. À là phải sờ sờ cái khăn nó mịn rồi mới ngủ được á hả? Dạ đúng rồi, em có hai cái mép khăn á, nó có hai cái mép á, thì em cứ vẫn còn cái thói quen đó khi ngủ. À cái thói quen này là từ lúc nào? Từ hồi nhỏ tới giờ ấy chị. Là cái khăn này nó theo em từ nhỏ tới giờ hay là khăn mới? Em đổi được khoảng 3 cái. Đổi 3 cái? Em xài nó mòn luôn. Dạ. Rồi sau này đi lấy chồng cũng phải mang khăn theo hả? Thì... Hay là có chồng rồi mò chồng? Dạ chắc cũng để cái bên ngủ thôi. Ê, vụ này vui nè nha. Mà cái khăn vàng khăn như thế nào? Khăn tắm hay là khăn von hay là khăn gì? Dạ nó giống như là khăn tắm nhưng mà nó bự vậy đó. Mình à. Nhưng mà tài riết cái nó mòn á chị, cái nó còn có chút xíu à. Vậy hả? Học cái này nó cũng đặc biệt đối với em á. Em phải chia sẻ những cái này bạn nam ta mới biết cái sở thích của em. Rồi dạ. Nói ra chắc mọi người thấy em dị á. Cộng bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời. Rồi dạ, nhưng mà cái này thì không có làm phiền người khác. Có nhiều bạn thì đúng rồi khác thì làm phiền. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình nè, về tuổi tác, về vùng miền. Đó, mình sẽ có những cái tiêu chí như vậy ha. Tại vì chương trình cũng sẽ ghép đôi dựa trên những cái tiêu chí đó. Ví dụ như nhà gái mình có tiêu chí, nhưng bên nhà trai người ta cũng sẽ có tiêu chí của người ta. Đó, cho nên là biên tập sẽ là cái người đứng giữa hai bạn và nghe được những cái tiêu chí các bạn đưa ra. Đương nhiên là sẽ không có đáp ứng cho các bạn 100% hoặc là đúc người sẵn 100% y chang vậy đâu. Mà nó sẽ trên cái mức trung bình. Quan trọng là khi mình gặp nhau và mình cảm nhận về nhau như thế nào á ha. Rồi, những cái tiêu chí bạn trai của em đi Thúy. Em thì không có quan trọng vùng miền, quan trọng là về tính cách của bạn đó có tốt tính, rồi một người chững chạc. Anh ấy thì giống như là phải có một cái định hướng trong tương lai, trong công việc của bạn á, là có nghĩa là bạn rất là bạn tự lập, bạn có kinh doanh riêng, kiểu như là với em á, là không phải một người mà có nhà cửa sẵn của ba mẹ để lại là tốt, nhưng mà với em á, thì bạn đó có thể tạo ra được cái điều đó trong tương lai. Rồi về tuổi tác thì như thế nào em, vùng miền đó? Tuổi tác thì em nghĩ là bạn khoảng 35 đổ lại. Cỡ 30 đến 35. Và bạn có thể bạn có kinh doanh riêng, cơ sở riêng, làm ăn riêng của bạn. Rồi vùng miền thì em thấy trên, em nói thật là trên chương trình cũng có một số bạn ở ngoài Bắc thì em thấy cũng các bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà em cũng không biết là khi mà quen ở ngoài Bắc thì có hợp hay không. Nhưng mà đối với em thì miền Nam thì vẫn rất là tốt. Rồi ok, tiêu chuẩn của em là ưu tiên là sẽ là miền Nam đúng không? Ví dụ như có những bạn người miền Bắc người ta lập nghiệp này kia ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ được. Lập nghiệp này. Rồi ok, có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Em thích bạn trai là có thể lắng nghe chia sẻ cái câu chuyện của mình. Và em không thích bạn có tính gia trưởng. Gia trưởng thì không ai thích hết trơn rồi đó. Phải chi tiết cho chị, ví dụ em không thích anh gia trưởng kiểu như thế nào? Ví dụ như là một ngày là anh kiểm soát em bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. Gia trưởng ví dụ như là em không thích ăn cái này mà bắt ăn theo gu của anh chẳng hạn như vậy. Có những cái gia trưởng cụ thể ra cho chị luôn. Ok, thì đó là những cái nội dung trong cái buổi casting chung ngày hôm nay thôi. Tại vì hôm nay sẽ cast rất là nhiều người, cho nên là quan trọng là mình chia sẻ chủ động hay không nè, cũng như là cái cách mình trò chuyện ra sao. Thì nếu như mà em được chọn cũng như là có cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập sẽ trao đổi nội dung cụ thể chi tiết, và sẽ có những cái phần nội dung nó chi tiết để lên sân khấu mình sẽ chia sẻ những gì ha. Có những cái phần nó thêm một tí giải trí vào nữa, chứ không chỉ là mình lên mình chỉ ngồi nói qua lại không thì nó sẽ rất là chán và rất là nhạt đó ha. Thì những cái phần này thì có gì là biên tập sẽ trao đổi thêm với em nha. Dạ, vậy là mình sẽ đợi kết quả đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ đợi. Nếu mà có tiếp hay không thì vẫn có kết quả để báo cho em biết đúng không? Đúng rồi, nếu như mà em không được chọn thì là sẽ không có nhận được thông tin gì hết. Còn nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ nhắn tin cho em biết nha. Ok, cảm ơn Thúy. Dạ, rồi, em chào mọi người ạ. Chào. Dạ, cảm ơn mọi người.
Dạ được rồi anh ơi. Chị giới thiệu số thông tin của mình trước giúp em nha. Dạ. Em tên Lê Thị Huyền ạ. Alo. Alo. Chị sinh năm bao nhiêu và chị đến từ đâu rồi? Chị sinh năm 1988, chị ở Vũng Tàu em ơi. Vâng, chị bản thân chị thì chị là một con người như thế nào và chị có điểm mạnh điểm yếu gì? Em thì sống nội tâm, nói chung là hay suy nghĩ. Thế thì điểm yếu thì hay buồn rồi hay suy nghĩ nhiều vấn đề đó, rồi điểm mạnh thì cũng biết nấu ăn. Không biết nói gì hết trơn. Trước giờ chị trải qua mấy mối tình à? Em có lấy chồng và đi hôn rồi ạ. Mình ở với nhau bao nhiêu lâu ạ? Ở với nhau được 7 năm ạ. Đã có con cái gì chưa ạ? Dạ có một thằng cu con trai năm nay 9 tuổi ạ. Là có cô con trai 9 tuổi đúng không? Lý do là tại sao mà mình ly hôn nhưng mà? Tại vì chồng cũ có chơi đề xong này nợ nần nhiều quá rồi trốn về quê đây luôn. Nên là bọn em dẫn đến ly hôn, nói chung là cũng có khúc mắc từ trước nữa rồi. Xong này chồng nợ nần nhiều quá rồi trốn về quê để ly hôn. Sau là ly hôn vào năm bao nhiêu nhỉ? Ly hôn vào năm 2020, đầu năm. Đầu năm 2020. Vậy thì cái khoảng thời gian mà chị độc thân đấy là chị có tìm hiểu ai không? Dạ em có quen mà. Do người ta còn độc thân ấy, xong rồi gia đình nhà người ta không có chấp nhận em nên là em rút lui ạ. Bây giờ chị mong muốn là chương trình sẽ tìm hiểu cho chị mời như thế nào ạ? Thì người biết chia sẻ tình cảm, rồi biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có chơi bời bời. Dạ. Và ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cao cao một chút mà. Nếu mà cao cao mập mập thì cũng được. Tại vì em nhỏ nhỏ nên em muốn người mập mập tí thì cảm thấy nó ấm áp hơn. Mập mập cao cao. Dạ. Chị Huyền vừa nói là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chị Huyền nhỏ. Sinh năm 88. Chị họ và tên của chị là gì? Lê Thị Huyền ạ. Rồi. Chị có tài năng hoặc là tài lẻ gì không? Thường ca hát gì không? Dạ chắc là không anh ơi, tại vì em thì làm công nhân đi làm ở công ty nên không có thời gian gì nhiều, cũng không có hoạt động gì nhiều hết á. Dạ. Nếu thế còn về nghề nghiệp của bạn trai, địa điểm mà cái địa chỉ mà bạn trai đang sinh sống mà chị mong muốn thì chị muốn như thế nào? Thì em muốn nếu mà có người ở dưới Vũng Tàu thì thấy thích hợp hơn, tại vì em cũng sống ở Vũng Tàu đi làm nhưng mà em cũng sống ở dưới này rất là lâu đấy ạ. Nên em thấy hợp ở dưới này thì em muốn lấy người ở dưới này thì cũng thích hợp hơn, còn không thì nữa là người Bắc anh ạ. Tại vì em cũng không có thích người miền Trung với được người miền Tây, miền Nam nhiều. Nếu mà người ta có người Bắc thì chị có thể sắp xếp công việc mình để ra ngoài đó được không? Dạ chắc là được ạ. Rồi ok, em cảm ơn chị nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để giao lưu trò chuyện để mà biết thêm thông tin về chị á. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp với lại chị thì sẽ có một cái biên tập sẽ làm nội dung đó hơn với chị nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị.